lời Phật quang của công đức bố thí từ bi hỷ xả độ tha của Long Nữ đã viên mãn. A Di Đà Phật, quý vị thấy không? Nếu mà cái lòng này không viên mãn thì Phật quang không phát được. Do đó cái hạt châu mà Long Nữ dâng lên, tất nhiên là dâng Long Nữ muốn trình lên cái bản tâm thanh tịnh của mình. Trong đó nó chứa đựng đầy đủ những cái công đức bố thí từ bi hỷ xả độ tha vạn hạnh lục độ. Và công đức này nó bao trùm cái cõi tam thiên, ba cõi là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Thì ba cõi này tượng trưng là tam thiên và đại thiên. Và hôm nay thì Long Nữ dâng cái tâm địa trong sạch như lưu ly của mình, không một chút tì vết. Trong đây hiện bày được cái Như Lai tạng tánh. Để chi? Để cho Phật chứng minh mình. Thì quý vị nên nhớ rằng một cái người mà dâng lên một cái tâm mà Phật của mình thì chỉ có Phật chứng minh thôi. Chứ ngoài ra những cái chư Bồ Tát hay là chư Thánh giả, A-La-Hán các ngài cũng chưa có vào được. Thì làm sao có thể gọi là chứng minh được. Bởi vì cái chỗ mà mình dâng lên tất cả cái lòng thanh tịnh của mình, dâng lên một cái Như Lai tạng tánh của mình, thì chỉ có Như Lai và Như Lai biết thôi. Còn cái những cái bậc mà tiểu thánh hay là Bồ Tát thì các ngài cũng chưa có thể hiểu biết được phần này. Và khi mà Đức Phật ngài đưa tay vàng nghìn sắc trang nghiêm để mà thọ nhận cái hạt châu này, tức là Đức Thế Tôn đã thầm chứng nhận cái tâm thể quang minh Như Lai tạng tánh từ Long Nữ. Việc mà dâng hạt châu là một cái cảnh giới của tâm thể. Và khi mà Phật tánh trong tâm thể hiện thành thì chỉ có mình hiểu biết, còn những chúng sinh bên ngoài thì họ chưa đủ cái trí lực để mà họ hiểu được những cái việc này. Cho nên việc Long Nữ mà thành Phật là chỉ tâm này chứng biết, và cảnh giới này là cảnh giới của Như Lai ấn tâm mà A Di Đà Phật. Quý vị nên nhớ trong Phật đạo, nhất là bên thiền tông thường nói là tự mình tu, uống nước nóng lạnh tự mình biết. Thành ra nhiều khi mình đến cái chỗ mà trạng thái của chánh đẳng chánh giác Như Lai rồi thì chỉ có cái tâm của mình biết, và tâm của mình nó biết tất nhiên là Như Lai ấn tâm nha. Quý vị nên nhớ điều đó. Chứ còn đến cái trạng thái của Như Lai rồi đó thì những cái bậc mà thấp như là Bồ Tát, A La Hán làm sao có thể chứng minh cho quý vị được. Bởi vì muôn loài chúng sinh đều có Phật tánh. Tuy nhiên, người nữ là biểu hiệu cho những cái sự mềm yếu, cho tánh cách, nghĩa là tánh cách không được là can cường. Do đó, nên mà người nữ muốn mà đạt thành cái quả vị Như Lai thì phải cái biến cái tâm mềm yếu của mình, cái nhi nữ thường tình của mình thành ra cái chí cương quyết của nam nhi. Khi mà mình biến cái tánh đó, cái tánh mà mềm yếu của mình nó trở thành sự cương quyết của nam nhi thì tất nhiên là mình không cần hiện tướng thì mình cũng là cái tướng nam nhi. Do đó cái chỗ này là xác nhận rằng Long Nữ biến thành nam nhi nha. Cái tánh nó đã bắt đầu nó biến thành nam nhi. Và khi mà hiện thân cương quyết của nam nhi, tức là hiện thân của nam tướng, và giữ cái lòng thanh tịnh trong sạch, có nghĩa là cái lòng của mình không còn nhiễm cái ly dục của ba cõi nữa, có nghĩa là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, thì cái cõi đó gọi là cõi gì? Cái cõi đó gọi là cõi vô cấu. Vô cấu đây có nghĩa là cái cõi không có tiêm nhiễm tất cả những cái sắc pháp trần. Cái cảnh mà hoàn toàn nghĩa là trong sạch, nó rời khỏi những cái ý pháp, vô pháp và hành pháp của ba cái cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Và lục độ vạn hạnh của Long Nữ đã đầy đủ, do đó mới viên mãn được Phật quả. Cái đoạn kinh này rất là hy hữu và kỳ diệu. Như vậy thì tất cả đại chúng biết rằng Phật tánh rất là viên dung vô ngại. Và trong cái bản tánh này, nó không có phân biệt đẳng cấp nam, nữ, già, trẻ. Thế ai mà có thể trừ được ngũ dục, ai mà có thể đóng cửa được lục căn, ai có thể thương chúng sinh mà thị hiện thân trong lục đạo để mà cứu độ chúng sinh, thì quý vị sau khi mà viên mãn cái phẩm hạnh này, quý vị sẽ được ngự đài sen của Thiên Trí Linh Quang Phật. Cái chỗ này là Long Nữ đã làm được.
Do đó quý vị thấy rằng hầu hết những cái người tu thường thường dòm người nữ. Hiện tại bây giờ ở bên giáo phái tiểu thừa ở bên Thái Lan cũng vậy. Những người mà nữ mà tu bên giáo phái tiểu thừa họ không được đắp y già giống như là ở bên đại thừa. Mà những người nữ tu ở bên Campuchia, Miến Điện, Thái Lan, những người nữ đó đắp cái y mà cao nhất là cái y màu trắng chứ không phải y màu vàng. Tất nhiên là bên tiểu thừa vẫn còn cái cặp mắt nghĩa là chấp pháp tướng, coi người nữ là bị năm cái chướng ngại đó. Do đó nghĩ rằng người nữ trong kiếp này tu không thành Phật. Hôm nay thì thầy mong rằng qua cái phẩm kinh này, tất cả những vị nào mà có lòng mà nhỏ, nghĩa là những cái là lòng mà nghĩ rằng người nữ không tu thành Phật, thì qua cái đoạn kinh Long Nữ này quý vị nghĩ rằng người nữ hà bất cứ người nào cũng có thể thành Phật nếu họ ly được cái ngũ dục của thế gian, họ đóng cửa cái lục căn của, giúp cho lục căn của họ thanh tịnh, và lòng đồng thời họ có lòng hy sinh lớn lao, dám hiện thân ở mười phương để cứu độ chúng sinh với cái bản nguyện của mình, với kinh nghiệm tu của mình, thì người đó sẽ thành Phật. Thành ra trong Phật tánh không có phân biệt là nam, nữ, già, trẻ. Long Nữ quý vị thấy mới có 8 tuổi thôi. Cái loài rồng mới 8 tuổi thì loài rồng đó cũng còn nhỏ lắm. Nó chưa được phát triển lớn. Như vậy mà đã được thành Phật rồi. Thì điều này nổi lên cái Phật tánh rất là bình đẳng, Phật tánh rất là viên dung. Do đó Long Nữ là một cái loài rồng mà cái trí huệ hiểu biết thấp kém hơn loài người. Trong lúc mình là loài người, là bậc thượng đẳng linh vật, mà mình tu không thành Phật, cái điều đó mình mới đáng trách. A Di Đà Phật. Bây giờ thì thầy mời Trương Nguyên Pháp lên tiếp tục kinh Diệu Pháp Liên Hoa về phẩm trì. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Một lần nữa thầy mời cư sĩ Bồ Tát Trương Nguyên Pháp lên tiếp tục đọc cái phẩm trì của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ, cái computer con nó bị đứng. Lúc bấy giờ, Ngài Dịch Phương, Đại Bồ Tát và Ngài Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát Maha Tát cùng chung với phiến tục 20 vị Bồ Tát đều ở trước Phật nói lời thệ rằng: Quý môn Đức Thế Tôn, chớ lo, sau khi Phật diệt độ, chúng con sẽ phụng trì tụng kinh. Điểm này, đời ác sau, chúng sanh căng lặng, càng ít, nhiều kẻ căng thượng mạng, tham lợi, dưỡng cúng dường, hiểm lớn, căng chẳng lành, xa lìa đạo giải thoát. Dầu khó có thể giáo hóa, chúng con sẽ khởi sức dưỡng lớn. Đọc tụng kinh này, thọ chỉ dạy nói biên chép, dùng các món cúng dường, cho đến chẳng tiếc thân mạng. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì là cái phẩm trì trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Tất cả quý đại chúng nếu mà muốn thấu hiểu được thật tướng và chân lý diệu hữu của bản tâm, thì cái người tu học kinh Diệu Pháp Liên Hoa cần phải cố gắng nắm giữ được những cái ẩn dụ và duy trì được cái công phu tu học, và sau đó thì đem cái kinh nghiệm này để được lợi mình và lợi người. Đây chính là nghĩa trì dạy. Trong cái phần đoạn kinh này cho biết rằng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, những người nào mà trì kinh hay là hoằng dương kinh thì phải có lòng kham nhẫn, không luyến tiếc thân mạng thì mới có thể trì hành và làm lợi tha được. Và những người mà làm được những điều này là những vị đạo tâm lớn. Những vị đạo tâm lớn trong Phật đạo gọi là Bồ Tát. Vì những cái vị Bồ Tát có đạo tâm lớn nên mới có thể quên được thân mình để mà chuyển hóa và hoằng dương cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chẳng hạn như là Ngài Dược Dương Bồ Tát và Ngài Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát cùng với cái tất cả quyến thuộc Bồ Tát của hai Ngài. Quý Ngài đã nguyện rằng đời sau khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn thì tất cả những vị Bồ Tát này sẽ hiện trở lại ở cõi Ta Bà này để mà phụng trì đọc tụng
và hoằng truyền cái kinh diệu pháp liên hoa này đến cho tất cả muôn loài chúng sinh trong cái cõi Ta Bà. Các ngài nói rằng dầu cho chúng sinh có cái tăng thượng mạng, dầu cho chúng sinh có tâm ác, quỷ bán, các ngài cũng hết lòng nhẫn nhục và các ngài không tiếc thân mạng để làm cho cái kinh diệu pháp liên hoa này nó luôn luôn nó được hành trì và luôn luôn nó được lưu trụ ở thế giới Ta Bà này. Qua cái đoạn kinh này, quý vị thấy tất cả chư Bồ Tát, các ngài rất là thương mến tất cả chúng sinh ở cõi Diêm Phù Đề này, tất nhiên là cõi Ta Bà này. Các ngài làm những cái hạnh nguyện khó làm, mà các ngài làm không phải cho các ngài. Các ngài làm là để cho tất cả mọi chúng sinh. Các ngài làm để cho tất cả mọi chúng sinh vượt được biển khổ, để vào ở trong cái dòng thánh đạo, vào trong cái dòng mà thoát khỏi sinh tử luân hồi. Bởi vì quý vị thấy những cái vị đạo tâm Bồ Tát là những cái vị mà cái giọt lệ của họ, giọt nước mắt của họ, họ không khóc cho họ không khóc cho thân bằng quyến thuộc của họ, mà họ khóc để thương tất cả muôn loài chúng sinh đang chìm đắm trong cái biển khổ. Họ khóc cho những chúng sinh đang trôi lăn trong cái dòng lục đạo luân hồi. A Di Đà Phật, thầy mời Châu Nguyên Pháp lên đọc phần kế tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lúc đó, chúng chúng có 500 vị A-la-hán đã được thọ ký, đồng bạch Phật rằng: Thế Tôn, chúng con cũng tự thề nguyện ở nơi cõi khác rộng nói kinh này. Lại có bậc học và vô học 8.000 người đã được thọ ký, đồng từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay hướng về phía Phật, nói lời thề rằng: Thế Tôn, chúng con cũng sẽ ở cõi khác rộng nói kinh này. Vì sao? Vì người trong nước Ta Bà nhiều điều tệ ác, ôm lòng tăng thượng mạng, công đức cạn mỏng, giận hờn, tà vậy tâm không chân thật. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. A Di Đà Phật, đọc trong cái đoạn kinh này, quý vị thấy nếu mà quý vị là những cái người mà đạo tâm Bồ Tát, quý vị có thấy tiếc thương cho tất cả chúng sinh trong cõi này đời Ta Bà này hay không? Rất là tiếc thương. Là tại sao? Là tại vì những cái hàng mà thánh giả thanh văn, 500 vị A-la-hán, là những cái vị mà đã được Đức Phật thọ ký thành Phật đạo. Các ngài cũng nguyện trở lại để mà truyền cái kinh diệu pháp liên hoa này. Nhưng mà các ngài trở lại ở cõi thế giới khác, chứ không phải thế giới này. Cái điều này nó làm cho khi mà thầy đọc đến cái đoạn này, thầy cảm thấy đau lòng. Là tại vì sao? Là tại vì chúng sinh cõi Ta Bà này, họ đáng thương nhiều hơn những chúng sinh ở cõi khác. Những chúng sinh ở cõi khác, họ có những cái phước báo nó di diệu hơn ở cõi này. Bởi vì ở cõi này còn có cảnh địa ngục, cảnh súc sinh, cảnh ngạ quỷ. Do đó cõi này là cõi đất là đáng sương thôi, rất là đáng mà thương xót. Do đó nếu mà độ nên thị hiện là cõi Ta Bà thì nó đúng nghĩa hơn. Như vậy thì lúc đó 500 vị A-la-hán thệ nguyện truyền cái kinh diệu pháp liên hoa này, nhưng mà truyền ở nơi thế giới khác, không phải là thế giới Ta Bà này. Là vì sao? Là bởi vì những cái vị thanh văn này, cái lòng mà lợi tha họ chưa được viên mãn, họ chưa được đầy đủ, nên họ biết được cái tánh của họ không thể nhẫn nhục được, không thể mà kham nhẫn được, không thể chịu đựng được chúng sinh ở cõi Ta Bà này, nên họ nguyện là hoằng dương cái kinh diệu pháp liên hoa, nhưng mà ở một cái thế giới khác. Đây là một cái điều mà bất lợi cho cho nhân chúng ở cõi Ta Bà. Và 8.000 vị vô học cùng hữu học đã được thọ ký, cũng phát nguyện đồng muốn hoằng dương kinh diệu pháp liên hoa đời vị lai, nhưng ở cõi khác. À, quý vị thấy không? Ngoài 500 vị đã đắc vào trong thánh quả A-la-hán, lại có 8.000 vị vừa vô học, có nghĩa là những vị đã đắc A-la-hán rồi, cùng những vị hữu học là từ cái quả mà A-na-hàm trở về trước Tu Đà Quần. Những vị này cũng quỳ xuống đảnh lễ Phật, xin Phật đừng lo lắng. Các ngài sẽ hoằng truyền cái kinh diệu pháp liên hoa này, nhưng mà các ngài cũng hoằng truyền ở một cái cõi khác. A Di Đà Phật. Do đó khi mà thầy đọc đến cái đoạn kinh này, thầy thấy rất thương chúng sinh ở cõi Ta Bà này. Tất cả những cái vị thánh tiểu thừa, các ngài không kham nhận nổi. Do đó các ngài đều truyền kinh giáo pháp qua mà truyền ở cõi khác.
Tại sao họ lại truyền kinh Pháp Hoa gọi khác? Vì họ